Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành, quận, huyện để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, bao gồm một trường hợp là người nuôi bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng và một ca là F1 đã được cách ly trước đó. Tính từ ngày 18 tháng 6 đến nay, thì chuỗi lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân 12437 đã ghi nhận 83 ca mắc COVID-19. Đối với ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng, thì sau khi xét nghiệm sàng lọc xác định dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đã khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết để khoanh vùng. Qua xét nghiệm thì tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh này đều âm tính với SARS-CoV-2 và được cách ly theo quy định. Bệnh viện Đà Nẵng đã tạm thời phong tỏa khoa nội thận nội tiết. Trong ngày hôm nay, ngành y tế và các địa phương đã lấy hơn 8.400 mẫu xét nghiệm liên quan đến các điểm nóng. Ngành y tế cũng đã tiến hành can thiệp y tế đối với 15 trường hợp về từ vùng có dịch. Các địa phương cũng đã xử lý 19 vụ việc vi phạm các quy định phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh, hiện dịch COVID-19 đang phức tạp nên các ngành địa phương phải siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, các trường hợp về từ vùng có dịch cần được giám sát chặt chẽ hơn. Chúng ta tiếp tục quyết liệt kiểm soát vòng ngoài, tuần tra kiểm soát để ngăn chặn ở cái vòng giữa là khu vực người ta đi ngang qua Đà Nẵng để thả người xuống. Và phòng trong, phòng cuối cùng là phát hiện qua công tác nắm tình hình, đăng ký tạm trú tạm vắng và các tổ COVID như chúng ta vừa nói. Và đặc biệt là tôi đề nghị Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với các ngành, chúng ta phải có một biện pháp tuyên truyền một cách mạnh mẽ, xác định cho những người dân khi khai báo là phải đảm bảo tính trung thực của mình trong khai báo y tế. Nếu mà khai báo không đúng mà để xảy ra liên quan đến cái bùng dịch thì người đó phải chịu trách nhiệm xử lý. Ông nào mức ở hành chính xử lý hành chính, mà mức nào hình sự thì phải hình sự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cũng hoan nghênh Bệnh viện Đà Nẵng đã kịp thời có biện pháp xử lý khoanh vùng liên quan đến ca bệnh COVID-19 là người nuôi bệnh tại bệnh viện, đồng thời đề nghị cần tiếp tục các biện pháp giám sát xét nghiệm các trường hợp liên quan. Ngành y tế cần tăng cường kiểm tra và yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cũng đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, tiếp tục giám sát chặt chẽ khu vực cảng cá Thọ Quang.